Chào lại anh em ha, cũng gần Tết rồi, chắc vài chuyến hàng nữa thì chắc cũng hơi cũng tạm ngưng, tại hàng ở gần thì gửi được, ở xa thì gửi trong Tết nhận không được, và bây giờ thì anh em có mua thì còn vẫn còn gửi được. Thì anh em biết rồi đó, cận Tết á, thì gửi trong nước thì nó tầm khoảng từng từng hơn từng, nếu mà ở xa thì hơn từng chút, khoảng trong vòng 10 ngày, còn ở gần thì nói chung nó rút ngắn thời gian lại đó. Thì anh em cứ định đoạt mà mua máy ha. Còn bây giờ con máy này thì con máy dân ma, con máy này con máy lên luống nha anh em, chuyên lên luống, nó nghiêng về lên luống nhiều hơn xới. Nói chung là xới cũng vẫn được, cũng có cũng xới được, nhưng mà điều nó nghiêng như nó lên luống rất là hay. Nó quay đầu ngược, còn em muốn xới đất thì quay đầu lại, quay đầu xuôi lại, thì anh em hiểu rồi ha. Nào, quay đầu xuôi lại là vậy nè, để mình thử luôn, để mình cho anh em xem ha. Nó bóp cái tay này là mình quay thôi đó, anh em thấy không? Đó. Đó, cái này là cái này. Đó, nó đã xuôi lại nè. Nó còn để vậy thì lên luống. Lúc anh em muốn xuôi lại cái cần số này là anh em thấy không? Đó, cần số này là anh em thấy, xả con ốc này ra cái là anh em giúp lên để ngược là nó quay ra phía sau cho thuận tiện mình xới đất á, phay đất á. Đó, rồi cái này thì cao thấp, bên đây thì cao thấp nè, nhắm lên cao thấp nè. Đó. Đó, còn vừa tay mức nào thì để mức đó. Đó, con máy đó anh em thấy không, nước sơn zin đó, máy còn khá đẹp. Máy sáo ngựa của hãng Yanma OHV. Còn cái bánh này thì có thể thu hẹp lại được nữa nha anh em, để mình đo cho chi tiết cho anh em nắm, để nhiều khi không có rõ nó, rồi nhiều khi lớn nhỏ hay là gì đó thì để mình đo luôn. Ở đây này, đây mình đo tổng chiều ngang của nó, đây tổng chiều ngang của nó là 5 tấc, nó 50 phân. Còn anh em để về thì lên luống được 50 phân luôn. Còn anh em muốn muốn hẹp lại thì anh em tháo một khớp, bên khớp nè, anh em thấy không? Nó có một bên một khớp thì nó hay sẽ hẹp hẹp lại dần. Đó, thì đó thì tùy theo mình cái kích cỡ cái luống cái clip mình làm đó. Đó, còn cái máy để đây không biết thấy không? Thấy rõ không? Nè, rồi mình đo mình nói ha. Nè, cái chiều cao của nó đây nè, để đo ngay trung tâm nó đi. Còn cái tay thì hạ lên hạ xuống thì mình không kể ha, ngay trung tâm nó nè. Là nó tầm khoảng 70. Đó, còn cái thùng này thì tới cái này nè, nó 60. 60 phân. Còn chiều dài của nó là tới đây 1m1. Mét mốt là rồi, tổng chiều dài nó luôn là 1m4 luôn, tính luôn cái tay đá, tay mình cầm mình khiển á, nói chung là toàn bộ là 1m4 rồi. Cái bánh bánh nó đây, bánh nó hiện tại nó là nó 45 45, thì mình có thể mình thu hẹp lại là nó còn được 30, ví dụ mình muốn cái bánh đi đường hẹp á. Rồi giật cái máy nha, giật máy con, để mình khởi động máy cho anh em xem ha. Máy OHV nha, sáo ngựa, máy này nó chạy rất là êm, tiếng máy nó đều do, thấy không? Rồi.
chạy ra lăng tư nè, đánh rất là lẹ, nhắm dài. Cầm đó. Cầm ơi con, cầm quay tới cho chạy tới chạy lui. Rồi số lùi số tới, muốn đi nhanh à, thấy không, cái này là số lùi. Lúc mà mình xới á, đi chậm thôi á. Quay đầu. Rồi ok. Máy này rất, nói chung là nó không có gì hết. Đó, cái máy này thì anh em thấy rõ rồi đó, cái nó hoàn thiện hết. Còn lưỡi này thì mình đã lắp cái lưỡi này thì mình từng nói đó, nó rất là hiệu quả, nó hiệu quả hơn lưỡi bãi nhiều. Lưỡi là lưỡi của nhíp ô tô, do cửa hàng mình thợ rèn nó làm từng cái một, làm thủ công cho nên làm rất là tốt. Đi đi, chút chút quay lại. Nó làm rất là tốt cho nên là anh em sử dụng bộ lưỡi này, nó sẽ đạt công suất gấp đôi cái lưỡi bãi. Cái điều đó là mình anh em đã chứng minh, có xài rồi chứng minh rất là nhiều năm nay rồi. Máy anh em thấy lớp nó còn ấy luôn, thấy không? Nói chung là còn rất tốt, chưa bị mòn. Rồi anh em có nhu cầu thì máy này mình bán 10 triệu nha anh em, bán tại cửa hàng 10 triệu. Lưu ý anh em xem kỹ máy, phải biết cái dòng máy, đời máy, nó mới biết cái đánh giá và cái giá trị của nó. Còn máy bãi thì nó còn đòi hỏi nhiều thứ chất lượng này kia nữa, chứ không phải là con nào như con nấy. Cho nên anh em so sánh đi rồi hả, gọi lại nhiều khi gọi lại rồi nói cao nói thấp cái giá thì nó không hay. Phải, ở đây là bán máy cho những người biết xài máy, biết am hiểu máy, chứ không có bán máy mà giá rẻ mà về xài không được. Cho nên là những anh em nào suy nghĩ kỹ, phù hợp công việc của mình, với lại là mình phải biết đánh giá con máy. Còn mình thì mình chỉ tư vấn một phía của cửa hàng thì anh em cứ đi dò tình hình nó, chứ còn đừng vội mà mua, đừng vội mà đánh giá ha. Thì máy này như vậy là về hoạt động tốt rồi đó, thì anh em cứ tham khảo, nếu mà ok gọi lại, còn thì anh em lấy kết nối Zalo gọi trực tiếp rõ ràng đó. Nói chung là người lớn phải làm ăn phải cho nó chắc chắn như thế, chứ không phải như cái tụi mà ngoài xã hội nói chuyện để lừa tiền, lấy tiền người khác, là cái đó là nó không đúng đắn. Cho nên là mình là mình làm ăn, mình cũng mong muốn gặp được anh em làm ăn, mong muốn được cái người đàng hoàng để cho công việc nó được tốt hơn. Rồi thôi, chào tạm biệt anh em ha, chúc anh em cuối năm rồi cũng luôn vui vẻ ăn Tết ha. Chào tạm biệt, hẹn anh em lại cái clip khác ha.